Bây giờ chúng ta sẽ chơi game Shadow Fight 3. Chơi chiến đấu với thằng có tên là Mi Qua La Quái La Quái Lại á. Điểm số sức mạnh của nó là 3927. À, điểm mà nói chung là điểm nó quan trọng hơn. Quan trọng hơn. Thêm một cái nữa. Rồi chết queo rồi.
Bà làm con làm ba giật mình tiếp theo rồi nè. Ngon mỏng thật. Bà nghĩ sao? Chị đại á, em sợ nè. Sức mạnh 4.2 luôn. Em mới đẹp lên một con kìa. Trời ơi, vũ khí mới hay rồi. Cầm dây này mình sao chơi đây. Tạc bơm rồi con. Né thì tiêu rồi con. Chứ hồi giật điện rồi. Hay là điện giật rồi con. Né thì tiêu rồi con. Điện giật rồi con. Điện giật rồi con. Né thì tiêu rồi con. Bơm nè con. Điện giật nè. Cho mày thêm một trái nè. Tung vô đầu nè. Chắc đeo thắng luôn. 100% điểm luôn. 100% máu luôn. Perfect. Trời nó hết cái thằng này là ba còn nhiều ghê luôn á nha. Ừ. Còn máu đầy luôn á. Cho thêm một trái nữa nè. Cái bơm nè. Cho mày nổ cái bàn luôn. Máu của nó đã. Ha ha.